Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Huỳnh Family Cuộc Sống ở Mỹ. Hôm nay Dương sẽ dẫn mọi người tới một cái khu vui chơi của mấy đứa bé đó. Thường ở đây mọi người đi chơi á, người ta gọi là trampoline, là cái đồ nhúng nguyên cái nhà nhúng á cả nhà, rất là đẹp luôn. Thì nó gần cách nhà Dương khoảng chừng có 10 phút chạy xe thôi à. Mà ở đây thì rất là đông nha cả nhà, lúc nào cũng đông á, tại vì con nít nó rất là thích. Bây giờ mình sẽ đi vô theo với Dương chân Dương nha. Đây, và đây là cái Valley Trampoline Park này cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ đi vô chung với Dương để mình theo dõi coi ở trong đây có cái gì nha cả nhà. Rồi đây mọi người đi cùng theo chân Dương nha, đi vô đây. Ui da. Đây. Ở đây thì nó mở cửa từ Monday Friday là 1 tới 8 giờ, còn thứ bảy 10 giờ sáng cho đến 9 giờ tối, chủ nhật 12 giờ đến 7 giờ chiều. Ở đây là nó có mấy cái máy để đổi giải thưởng nè cả nhà, nó đổi giải thưởng ở đây, chơi mấy cái trò chơi này đó. Và đây là cái quầy tính tiền, quầy để mình check in để mình làm cho. Bây giờ mình sẽ vô đây để mình đăng nhập cái bảng này để nó có cái danh sách của mình trong đây sẵn rồi cả nhà. Ở đây là cái khu game nha cả nhà, ở đây là có mấy game đồ đủ hết, đứa nào chơi vô đây thì mình cũng đã mua cái vé sẵn hết trơn rồi, cho nên vô đây đứa nào chơi cũng được hết, chơi trò gì cũng được hết. Ở đây là nó mới về mấy cái mấy game mới rất là nhiều, còn bên kia là khu ăn uống nha cả nhà, ai muốn ăn gì qua bển nó ăn, chơi mệt xong qua bên đó ăn. Thì cái này hồi nãy cửa ra vào của Dương nè, còn ở trong đó là nó sẽ có một đống ở trong kia nữa. Đây nè cả nhà ơi, đó. Bây giờ là đi vô đông trong đây chơi thì nó có nhiều trò chơi lắm nè cả nhà. Thì trước khi vô á thì mình sẽ mua giờ, thì cái giờ nó sẽ ở đây nè, nó cho mình dán, thì đây Dương mua 1 tiếng đồng hồ à. Dương mua 1 tiếng đồng hồ thì để dán lên để cho nó biết là đúng 3 giờ là Dương phải ra. Dương mua 1 tiếng đồng hồ, 1 tiếng như vậy là 14 đô, nửa tiếng 10 đô. Ở đây nè cả nhà thấy nó đây, đông dữ lắm luôn á cả nhà. Nó chơi nè, thấy không, hai đứa nó chơi nè, quá trời quá đất luôn. Ở đây là chơi chọi banh, nhúng chơi chọi banh, chơi tim với nhau. Còn ở đây chơi chèo, đây chơi chèo. Giờ đây là khu mà cái này thấy cái này là nó nhúng nè, nó có độ đàn hồi nè, đó nó nhúng cái đàn hồi. Chơi nó dội trong dở ra đây nè, ơi nhúng mệt lắm á cả nhà ơi. Đây nè, ở đâu cũng là chỗ nhúng á đó, thì nhúng cà tinh vậy đó. Cái này để ra bên để tiêu calo này, đã nè, nó nhiều chỗ nè, đó gái Dương nè. Chôm nhảy hồ dắt tưng luôn. Dương đang ở trong trampoline nè. Trời ơi, nhảy cà tưng mệt lắm luôn á nha. Nó tưng nè. Rất là vui nha cả nhà. Để burn allergy nhiều lắm. Thì ở khu nguyên khu này á thì nó chơi thì có 1 tiếng đồng hồ 14 đồng. Cứ chơi thoải mái. Còn ở đây là cái khu mà để mình chơi mấy cái đồ cấp cứu rồi cả nhà. Rất là nhiều luôn á. Thì mình trước đó mình sẽ đi vô mình mua cái thẻ này nè. Ở trong này nó chơi bằng thẻ không, ở Việt Nam thì mình chơi bằng đồng xu nhét vô, ở đây nó chơi bằng thẻ không à. Thì mình mua cái thẻ ngay cái chỗ ngoài đầu nãy của Dương á, để mình chơi. Trời bây giờ đông dữ lắm luôn á cả nhà ơi, người ta giờ vô quá trời vô luôn, đông lắm. Ở ngoài thì lạnh thấu xương, ở ngoài lạnh âm mấy chục độ, âm 3-4 độ á. Ở ngoài lạnh âm 3-4 độ mà vô đây tụi nó bận áo sát lách nè, tại vì nóng á, chơi hồi mồ hôi nó đổ ra. Đây là một cách gọi là tập thể dục á, rất là bổ ích luôn á, không cần phải đi ra ngoài nè, bên energy rất là nhiều luôn á. Ở đây á cả nhà có biết không, là mỗi khi mà mình chơi đâu á thì ở trước cửa đó nó sẽ có một cái bảng hướng dẫn như vậy nè, thì mình phải đủ tiêu chuẩn mình mới chơi được, 42 in này over mình mới chơi được nè. Nó có cái quy định rồi, nó hướng dẫn mình cách chơi luôn. Thì đây nó gọi là double trap, là mình sẽ đu trên hai cái đó đó, rồi cái mình nhảy xuống dưới này. Thì dưới này là chỉ là những cái cục mút bằng mút thôi nè, nó rất là mềm, nó rất là mềm, nó là xốp á.
cho nên là nó nhảy vô đây thì có té cũng không có đau nha cả nhà. Rất thích hợp cho tất cả các đứa trẻ nó chơi. Thì cái này gọi là cái double trap. Còn tiếp theo ở đây nó gọi là cái airbag. Tại sao nó gọi là cái airbag? Thì ở đây nè, nó có cái airbag ở chỗ này nè, thì mấy đứa trẻ nó sẽ từ đây nó nhảy xuống đó nè cả nhà, vậy nè, nó nhảy xuống mà nó airbag mà nó đâu có đau. Thì ở bên kia là nó nhảy nè, nó có cái cầu thang nó nhảy xuống nè, đó là nó cái airbag. Đây đây là cái phần Justin Beam. Justin Beam là hai đứa nó sẽ cầm hai cái cục đó nó chơi, nó giữ thăng bằng, sao đứng trên đó giữ thăng bằng cho đừng có té thôi. Dạ thôi, giờ bây giờ là mình đã xong cái giờ rồi đó cả nhà ơi. Bây giờ là Dương sẽ tranh thủ mà Dương đi về, tại vì mình mua có một tiếng đồng hồ à. Chán. Ok cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh Huỳnh Family Cuộc Sống Ở Mỹ. Nhớ nhấn nút đăng ký kênh để có thể theo dõi những cái video mới nhất của Dương nha. Còn bây giờ Dương xin chào, bye bye.